Chiến hạm tỷ đô Mỹ là tàu khác đâm phải vì quá tàng hình. Theo hãng thông tấn AP, Sunwatch được thiết kế để khi hiển thị trên màn hình radar, kích cỡ của nó chỉ nhỏ như một tàu cá. Trong chuyến thử nghiệm trên biển vừa qua ngoài khơi bang Maine, mức độ tàng hình của chiếc tàu chiến mới nhất này đã bộc lộ. Laura Bright, một chủ tàu câu tôm hùm cho biết, trên màn hình radar của ông, con tàu dài hơn 180m, chỉ nhỏ như một chiếc tàu cá dài 12-15m. Ba thực sự choáng với kích cỡ đồ sộ của con tàu này khi cách nó gần 1km trên đường về gần xưởng đóng tàu Park Ironworks. Ông Bright nói, nó thực sự khổng lồ khi bạn đến gần. Mặc dù to lớn là vậy, nhưng Sunwatch lại khó bị phát hiện hơn 50 lần so với các tàu khu trục khác hiện nay, nhờ hình dạng góc cạnh và một số điểm thiết kế đặc biệt khác. Trong đợt thử nghiệm, Hải quân Mỹ đã kiểm tra độ bộc lộ radar của tàu khi có và không có các tấm phản chiếu, mục đích là để xác định rõ hơn khả năng tàng hình thực sự của nó. Các tấm phản chiếu có hình dạng như ống trụ kim loại sẽ được trang bị cho Sunwatch và hai con tàu cùng loại đang đóng để sử dụng mỗi khi tàu muốn xuất hiện rõ ràng hơn trên radar của các tàu khác, như vào lúc có sương mù hay giao thông đông đúc. Trên thực tế, nguy cơ đâm va với tàu Sunwatch khá xa vời do radar của tàu được thiết kế tinh vi, có thể phát hiện các tàu khác cách xa hàng dặm và cho phép tàu có đủ thời gian xoay sở. Tuy nhiên, người ta lo ngại rằng các tàu dân sự có thể không thấy tàu Sunwatch vào ban đêm hoặc lúc thời tiết xấu. Các chuyến thử nghiệm cuối cùng của tàu Sunwatch sẽ tiến hành vào cuối tháng 4 để sau đó bàn giao cho Hải quân Mỹ. Dự kiến, lễ bàn giao sẽ diễn ra vào tháng 10 ở Baltimore và tàu tiếp tục thử nghiệm trước khi chính thức vào hoạt động năm 2018.